Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Laptop Việt Way. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thiết kế được một cái banner cho riêng mình, hay là các bạn muốn thiết kế cho doanh nghiệp của mình, hay là thiết kế cho thương hiệu của mình này, giúp các bạn có thể tự mình thiết kế được cực kỳ nhanh chóng và cực kỳ đẹp chỉ trong với 5 phút. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào để hướng dẫn các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào Canva qua cốc cốc hoặc là Google Chrome. Thì ở đây mình sẽ truy cập qua cốc cốc nhá. Mọi người vào cốc cốc này, rồi mọi người gõ cho mình từ Canva này, rồi ấn tìm kiếm này. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình cái trang đầu tiên nhá, là thiết kế slide thuyết trình đẹp sáng tạo với công cụ miễn phí này, click vào nó này. Sau khi đã vào được Canva rồi thì nó sẽ bắt các bạn đăng nhập hoặc là đăng ký. Nếu mà các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn click vào đăng nhập, còn nếu mà chưa thì các bạn click vào đăng ký nhá, để tạo tài khoản Canva cho mình. Sau đó thì nó sẽ bắt các bạn lựa chọn đầu tiên là đăng nhập với Google này, hay là Facebook này, hay là email này. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập với Google nhá. Tiếp tục với Google này, sau đó sẽ bắt các bạn nhập cái Gmail hoặc là số điện thoại vào đây. Các bạn cũng có thể nhập Gmail hoặc số điện thoại. Thì ở đây mình sẽ nhập Gmail của mình nhá. Trần Thị Ánh Tuyết 909 a@gmail.com này, ấn tiếp theo này. Sau đó mình sẽ nhập cái mật khẩu của Gmail của mình. Ấn tiếp theo nữa nè. Sau đó mình bước cuối cùng là mình ấn tiếp tục này. Sau khi ấn tiếp tục thì Canva đã tự tạo cho mình một cái tài khoản Gmail của mình bằng chính cái Gmail mà mình đã nhập cho nó. Sau khi vào được giao diện chính của Canva rồi thì đã thiết kế được một cái banner Facebook. Thì mình các bạn đẩy cái từ tìm kiếm nội dung trên Canva này, các bạn click vào đây và tìm kiếm cái nội dung mà mình muốn thiết kế. Mình đang hướng dẫn các bạn thiết kế banner Facebook đúng không? Thì các bạn cũng có thể thiết kế thêm nhiều chủ đề, ví dụ như là các bạn muốn làm về chủ đề thời trang hay là đồ ăn thì các bạn tìm kiếm là banner Facebook về chủ đề thời trang hay là banner Facebook về chủ đề đồ ăn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế cái banner Facebook về công ty mình đi, để cho các bạn dễ hình dung nhất. Để mình vào trang cái trang của công ty mình để cho các bạn nhìn thấy cái banner đó. Laptop Việt Quay này. Ấn tìm kiếm này. Thì đây chính là cái trang của công ty mình này. Đây, thì ngoài banner Facebook ra các bạn cũng có thể thiết kế được banner YouTube. Ví dụ như đây, trên đây là banner YouTube của công ty mình này. Thì một cái banner bao gồm có các cái yếu tố, ví dụ như là số điện thoại này, tên công ty này, sản phẩm mà bán này, trang website này, hay là trang YouTube này, trang các cái trang social khác này. Và điều nhất định phải có chính là hình ảnh sản phẩm. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế cái banner Facebook cho trang của công ty mình nhá, Laptop Việt Quay này. Sau đó các bạn quay trở lại cái trang Canva này, tìm kiếm cho mình theo cái nội dung mà vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn, là banner Facebook. Banner Facebook hay là mình cũng có thể tìm kiếm là ảnh bìa Facebook là cũng sẽ ra nha các bạn. Các bạn cũng có thể tìm kiếm là ảnh bìa Facebook cũng đều được, hay là banner Facebook cũng đều được. Về máy tính này, theo chủ đề của công ty mình này, ấn tìm kiếm này. Thì đó, sau khi mà tìm kiếm này thì ở đây nó đã hiển thị cho các bạn rất nhiều các cái mẫu banner khác nhau. Rất nhiều các cái mẫu banner khác nhau đây cho các bạn lựa chọn và các bạn chỉnh sửa nó, hoặc là cũng các bạn cũng có thể tự thiết kế cho mình một cái banner riêng theo ý tưởng của riêng mình. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ lựa chọn là thiết kế theo một cái mẫu thiết kế có sẵn để hướng dẫn cho các bạn, để các bạn có thể dễ dàng mà thực hiện theo nhất nhé. Ok, ví dụ như là mình chọn cái mẫu này đi chẳng hạn, ấn tùy chỉnh mẫu này này. Sau khi mà đã ấn tùy chỉnh xong thì nó đã hiện ra cái banner mà mình vừa lựa chọn ở đây. Thì bây giờ mình đã có toàn quyền có thể sử dụng cũng như là sửa chữa cái banner này theo cái ý tưởng của mình. Thì ở đây điều đầu tiên là các bạn chú ý cho mình cái thanh menu ở bên tay trái màn hình nhá. Thì nó có các phần ví dụ như là thiết kế này, thành phần này, văn bản này, thương hiệu này, tải lên này, vẽ này, dự án, ứng dụng này. Thì ở đây các bạn chú ý cho mình các cái yếu tố chính là thiết kế này, thành phần này, văn bản này và phần tải lên này này. Có những cái yếu tố này thì các bạn cũng không cần chú ý lắm, nhưng mà nói chung là nó cũng không giúp ích được quá nhiều trong cái quá trình thiết kế của mình. Thì đầu tiên là phần thiết kế thì nó cho phép các bạn tìm kiếm rất nhiều cái mẫu banner khác nhau mà mình không phải thoát ra cái phần màn hình chính mà vừa nãy mình tìm kiếm này, mình có thể tìm kiếm trực tiếp ở trong này. Vậy mình tìm là banner Facebook máy tính này, ấn tìm kiếm này. Đó, nó cũng hiển thị ra rất nhiều các cái mẫu ở đây. Hoặc là ví dụ như là các bạn đã ưng cái mẫu này đúng không, thì các bạn click vào cái mẫu này này,
sau khi mà các bạn click vào mà nó phải hiện ra cái khung nó bao quanh cái banner của các bạn rồi nhá, thì các bạn chú ý nhìn cho mình cái chữ Y ở trên cái thanh menu bên trên này này. Đây cái thanh bên trên này chữ Y, các bạn click vào chữ Y này. Sau khi mà chữ Y nó sổ ra thì nó có một cái phần là xem thêm nội dung tương tự, thì các bạn click vào đây thì nó sẽ hiển thị thêm cho các bạn rất rất nhiều các cái nội dung nó giống tương đương với lại cái nội dung mà các bạn đã chọn, để các bạn có thể thiết kế thêm một cái nữa này mà là có cái ý tưởng là giống như cái cũ mà các bạn đã thiết kế này đó. Ngoài ra đến yếu tố thứ hai là về thành phần, thì thành phần nó sẽ cho phép các bạn cho các bạn các cái tài nguyên, ví dụ như là ảnh này hay là icon này, các cái hành động này hay là các cái mẫu video, các cái icon để trang trí cái mẫu thiết kế của các bạn này. Ví dụ như này, đây chính là icon này. Đây chính là icon này. Đó. Hoặc là đây, cái phông này đằng sau cũng chính là một cái yếu tố trong cái phần thành phần này này. Đầu tiên nha, ví dụ mình muốn như trên này mình đang có những cái icon này đúng không? Nó cũng phù hợp, nhưng mà mình muốn tìm một cái icon khác nó phù hợp hơn với cái yêu cầu của mình thì các bạn click vào đây nha. Ví dụ như là các bạn muốn tìm kiếm icon về số điện thoại đi, thì các bạn nhấp là icon số điện thoại, ấn tìm kiếm này, sau đó nó đã hiện thị ra rất rất nhiều các cái icon số điện thoại khác nhau cho các bạn lựa chọn, kể cả về đồ họa này, về hình ảnh này, hay là về video này, đều rất là đa dạng cho các bạn lựa chọn và sáng tạo cho cái bản thiết kế của mình. Thì mình lấy một cái bất kỳ nha, ví dụ mình lựa chọn cái này này. Khi mà nó đã hiển thị trên đây rồi, các bạn chỉ cần click vào một cái nó sẽ tự động hiển thị lên cái bản thiết kế của các bạn. Sau đó các bạn tùy chỉnh nó này, cho nó to cho nó hay là cho nó nhỏ để cho nó phù hợp nhất với lại cái bản thiết kế của các bạn này. Sau đó các bạn kéo về một cái chỗ nào đấy. Ví dụ mình kéo vào đây đi. Mình ngoài ra khi mà các bạn lựa chọn được rồi, các bạn cũng có thể thay màu của cái icon đó. Ví dụ đây là màu đen này, nhìn nó sẽ không nổi lắm so với cái nền. Cái nền nó cũng là một cái màu đen mờ. Thì so với cái này nó sẽ không nổi lắm. Các bạn click vào này, nhìn lên cái thanh menu bên trên này để đổi màu này, click vào phần màu này và đổi nó thành màu trắng đi để cho nó dễ hiển thị nhất cũng như là nó dễ nhìn nhất. Sau đó là mình sẽ ví dụ ở cái banner này thì nó có các cái thông tin như là website, số điện thoại, thì ở đây mình cũng vậy, mình cũng sẽ thêm các thông tin như là website, số điện thoại vào đây. Đây. Ở đây thì mình sẽ thêm số điện thoại nhá. Số điện thoại của công ty mình. 0934 này. 934.669 này, 689 này. Hay là mình thêm một cái icon nữa về website đi, tìm kiếm là icon website. Ấn tìm kiếm này. Chọn một cái bất kỳ này. Thu nhỏ lại này. Kéo về vị trí mong muốn này. Đổi màu thành màu trắng cho nó đồng bộ với lại cái tất cả các phông chữ trong này này. Kéo lên này. Lựa chọn tiếp một chữ nữa này, kéo vào đây này, rồi điền website, trang website của mình vào đây nhé, là laptop cũ giờ nhất, laptop cũ rẻ nhất .com này, cái phần chữ này các bạn cũng có thể tùy chỉnh được nha. Ví dụ như là các bạn muốn thay đổi cái phông chữ khác, các bạn không muốn cái phông chữ này chẳng hạn, thì các bạn nhìn lên cho mình cái thanh menu bên trên này, nó có cái phần các bạn click vào này nó sẽ hiện phần phông chữ này, click vào tiếp này nó sẽ sổ ra rất nhiều các cái phông chữ khác nhau cho các bạn chọn. Ví dụ như là mình chọn phông này này, hay là phông này này, rất rất nhiều các cái phông khác nhau. Thì ở đây mình sẽ để giống cái phông này để cho nó đồng bộ với nhau nhá. Ok, hoặc là các bạn cũng có thể tùy chỉnh cái kích cỡ của cái chữ đó. Ví dụ như là cho to lên này, hay là cho nhỏ đi này, hay là đổi màu này, hay là in đậm chữ lên này, hay là in nghiêng chữ này, gạch chân chữ này, hay là bố cục của chữ hiệu ứng này. Đó, vân vân vân, rất rất nhiều các cái mẫu khác nhau. Ở đây thì mình sẽ xóa các cái bố cục đi, bởi vì nhìn nó cũng không cần thiết cho lắm. Còn phần bên trên này thì mình sẽ để tên của công ty mình chẳng hạn, Laptop Việt Quay. Kéo nó dài ra cho nó phù hợp với cái khung hình này. Trên này thì mình sẽ đổi thành chữ chuyên phân phối laptop đi. Phân phối laptop. Giá rẻ nữa đi. Giá rẻ này. Tiếp tục kéo ra cho nó phù hợp với khung hình này. Kéo cái phần này lên này. Ở đây cũng chính là website này. Kéo phần này lên này. Tiếp tục thay cái tên này là
Laptop cũ rẻ nhất .com này. Ok, sau khi mà đã thay thông xong rồi thì bây giờ mình muốn thay cái lèn của cái bàn này đi, cho cái lèn của cái bàn thiết kế đi để cho nó phù hợp nhất với cái chủ đề mình làm chính là về máy tính này. Thì sau đó mình sẽ quay trở lại cái phần thành phần này này. Các bạn tìm cho mình là ảnh máy tính. Click vào phần ảnh này nó sẽ hiện ra rất nhiều các cái ảnh về máy tính, có hiển thị máy tính khác nhau cho các bạn lựa chọn, hoặc là nếu mà các bạn không tìm được cái ảnh ưng ý trên cái Canva này thì các bạn cũng có thể thêm một cái tab khác này, rồi các bạn tìm kiếm là hình ảnh máy tính này, rồi các bạn lưu về. Khi mà lưu về rồi thì các bạn quay trở lại đây nhá. Các bạn vào cái phần, nhìn cho mình cái phần tải lên này, click vào phần tải lên này. Click vào tải lên tab này và lựa chọn một cái ảnh bất kỳ mà các bạn muốn để tải vào cái bản thiết kế đó. Sau khi mà đã tải xong rồi thì các bạn click một cái nó sẽ tự động hiển thị lên cái bản thiết kế của các bạn như này, và cho các bạn cho có thể chỉnh sửa nó. Ok, ví dụ như là ở đây mình đã thêm rất rất nhiều các cái ảnh máy tính khác nhau ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ lựa chọn một cái bất kỳ để cho vào cái banner của mình cho nó phù hợp nhất với cái banner của mình nhá. Đây ví dụ mình là mình lựa chọn cái này luôn đi. Đó, kéo vào đây này. Kéo cho nó to lên này, nhìn cho nó rõ này, cho nó hiển thị được sản phẩm này. Đó, cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra đó, khi mà mình nói về phần văn bản, vừa nãy mình chưa có nói qua một vấn đề, nghĩa là mình khi mà click vào văn bản nhé, các bạn cũng có thể tự tạo cho mình một cái văn bản riêng theo cái mẫu thiết kế mà mình đã có ý tưởng riêng, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái văn bản mà Canva nó đã cho các bạn sẵn. Khi mà Canva nó cho các bạn sẵn thì nó đã tự tạo, nó cũng đã tự tùy chỉnh cái phông chữ này cũng như là cái bố cục của cái văn bản đấy rồi, mà các bạn chỉ việc chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với cái bản thiết kế của các bạn thôi. Đó, rất là dễ. Ok, sau khi mà các bạn đã thiết kế được một cái banner như này rồi thì các bạn nhìn lên phần trên, các bạn đặt tên cho mình cái banner này nhá. Thì ví dụ mình đặt tên là banner Facebook Laptop Việt Quay nhá, để công ty mình cho nó dễ nhớ. Các bạn đặt tên này có mục đích là gì thì đặt tên với mục đích là khi mà các bạn lưu cái file này về chẳng hạn, thì sau các bạn muốn tìm lại hay là các bạn muốn làm lại nó chẳng hạn thì các bạn sẽ tìm kiếm một cách dễ dàng hơn mà không phải bới từng mục này sang mục khác, rất là khó để tìm kiếm. Sau khi mà đã đặt tên xong rồi thì các bạn sang cho mình phần chia sẻ rồi chọn tải xuống để sử dụng, chọn định dạng là JPG nhá, rồi ấn tải xuống. Đó, sau khi nó chạy hết cái thanh này có nghĩa là nó đã tải thành công. Ok, sau khi như này nó đã tải thành công rồi nhá, và các bạn có thể vào phần tab của các bạn để xem cái mẫu mà mình vừa thiết kế xong. Đó. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái banner bìa hay là ảnh bìa của Facebook cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng mà các bạn có thể tự mình thực hiện cũng như là thao tác được nhá. Chỉ với 5 phút thôi là các bạn có thể tự làm được rồi mà không mất một đồng chi phí nào cả. Không mất một đồng. Bình thường là khi mà các bạn làm banner đúng không, cho một doanh nghiệp đúng không, các bạn sẽ phải thuê một cái bên chuyên thiết kế để thiết kế, nhưng mà đây thì khi mà có phần mềm Canva rồi nó rất dễ sử dụng, hầu hết là ai cũng có thể sử dụng được, nó dễ sử dụng bởi vì cái giao diện của nó thân thiện với người dùng, cũng như là nó đã cho mình rất rất nhiều các cái mẫu khác nhau để mình có thể lựa chọn và tùy chỉnh mà mình không phải tự sáng tạo ra nữa. Thì nếu các bạn là muốn tìm hiểu thêm làm về các ấn phẩm khác về Canva, ví dụ như là logo Facebook này, hay là banner website, hay là banner YouTube này, thì các bạn có thể vào kênh của mình nhé. Các bạn tìm ở Laptop Việt Way, rồi sau đó các bạn vào phần danh sách phát này. Trong này thì mình đã có một cái danh phát phát chính là hướng dẫn sử dụng Canva từ A đến Z. Các bạn click vào đây để xem tất cả các cái bài hướng dẫn sử dụng Canva cơ bản để có thể tự mình thiết kế được một cái bản Canva cho riêng mình nhé.